Triệu Vi vướng nghi vấn mang thai lần hai giữa tin đồn cặp kè Kha Dục Doanh. Giữa lúc vướng nghi vấn ly hôn với Huỳnh Hữu Long và cặp kè tình trẻ Kha Dục Doanh, Triệu Vi mới đây lại vướng nghi vấn mang thai lần hai. Cụ thể trong hình ảnh mới được ghi lại, Triệu Vi mặc bộ đồ khá thoải mái, khác hẳn với phong cách trước đây của cô. Cùng với đó, thân hình bầu bĩnh thấy rõ càng khiến truyền thông xứ Trung đặt ra nghi vấn nữ diễn viên chuẩn bị chào đón con thứ hai. Chưa hết, trang 163 còn cho biết Triệu Vi đã từng thẳng thắn chia sẻ với truyền thông về kế hoạch sinh con thứ hai khi cô đang rất sẵn sàng để chào đón một thành viên mới. Chia sẻ của Triệu Vi ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và đặc biệt. Tình cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng có động thái đáng chú ý khi công khai gửi lời chúc mừng đến cô trên trang cá nhân. Hiện Cnet vẫn đang rất xôn xao với hình ảnh mới của Triệu Vi và đặt rất nhiều nghi hoặc về tin đồn mang thai của nữ diễn viên. Nhắc đến Triệu Vi thì không thể không ai biết đến với hình ảnh Tiểu Yến Tử xinh đẹp. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà Triệu Vi còn có khả năng diễn xuất đỉnh cao khiến cô lọt vào tứ đại hoa đán của showbiz hoa ngữ. Ngoài sự nghiệp thành công thì Triệu Vi cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Huỳnh Hữu Long và có chung với nhau một cô con gái. Thế nhưng, những năm gần đây, Triệu Vi liên tục bị đồn dạn nứt hôn nhân với chồng đại gia và vướng vấn hẹn hò với trai trẻ. Mới đây nhất, trang Sina bất ngờ đăng tải tin Triệu Vi hẹn hò với thiếu gia Kha Dục Danh vào lúc nửa đêm. Cả hai cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật Bản, sau đó mới cùng nhau về nhà riêng của mỹ nhân họ Triệu. Cuộc hôn nhân của Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long vốn khiến không ít người tò mò. Là một ngôi sao hàng đầu nhưng không ai nghĩ Triệu Vi lại bằng lòng kết hôn với người đàn ông đã từng qua một đời vợ và có con riêng. Cô gặp nhiều điều tiếng với danh Tiểu Tam. Thế nhưng, Triệu Vi cùng ông xã Huỳnh Hữu Long từng là một cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz khi nàng là ngôi sao đình đám, còn chàng là doanh nhân thành đạt. 3 năm trở lại đây, Triệu Vi và chồng đại gia Huỳnh Hữu Long liên tục vướng tin đồn dạn nứt tình cảm, đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Vào năm 2020, ông xã Triệu Vi lên tiếng về nghi án ly hôn. Nữ diễn viên cũng tương tác với bài đăng của chồng nhưng lại nói khác hoàn toàn. Trên trang cá nhân Weibo của mình, Huỳnh Hữu Long viết rằng, thực tế, thời gian vừa qua, một số phương tiện truyền thông đã xuyên tạc những tin đồn liên quan tới tôi và vợ. Tôi đã thuê luật sư cùng với những bằng chứng cụ thể và sẽ tiến hành kiện các tòa soạn cùng những cư dân mạng đã đăng tải tin đồn thất thiệt này. Triệu Vi ngay lập tức có động thái chia sẻ bài viết của chồng, kèm theo dòng trạng thái không liên quan đến những gì Huỳnh Hữu Long đã nói, khiến ai nấy đều hoang mang tột độ. Cụ thể, nàng Tiểu Yến Tử thổ lộ rằng, thực tế, dựa trên lịch trình của mình, tôi cần phải nói hoặc giải thích với mọi người. Nhưng thôi, đừng yêu tôi nữa. Nếu giải thích tôi chỉ có thể nói, cảm ơn bạn đã yêu tôi sẽ giữ trong lòng suốt cuộc đời. Nếu chồng cô vẫn luôn cố gắng phủ nhận tin đồn ly hôn thì Triệu Vi lại không hề để tâm. Cô không tương tác với Huỳnh Hữu Long và cũng không đi du lịch cùng chồng con dù có nhiều thời gian rảnh rỗi. Không ít ý kiến cho rằng Triệu Vi Huỳnh Hữu Long giống Dương Mịch Lưu Khải Uy trước đó, đã ly hôn nhưng chỉ là chưa công khai.